Ngày 26 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Trà Vinh, về tội môi giới mại dâm. Theo kết luận điều tra, ngày 9 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra khách tra một khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó, 4 cô gái có hành vi bán dâm là NTA, sinh năm 1992, tiếp viên hàng không, HNQT, sinh năm 1996, tiếp viên hàng không, NHKV, sinh năm 1995, N, sinh năm 1993, là hot girl, người mẫu ảnh. Làm việc với công an, các cô gái khai nhận được hạnh môi giới bán dâm tại khách sạn trên với giá từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ trên một lượt một người. Sau đó Hạnh được hưởng lợi tổng cộng 24 triệu đồng. Từ lời khai của các đối tượng, cảnh sát đã bắt giữ Hạnh sau đó. Tại công an, Hạnh khai đã liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hot girl, người mẫu ảnh. Sau đó, Hạnh gửi hình ảnh những cô gái này mặc quần áo đồng phục tiếp viên các hãng hàng không cho khách mua dâm. Số tiền bán dâm một lần là 27 triệu đồng, tương đương 1.000 đô la Mỹ. Khách đi qua đêm với giá 60 triệu đồng, khoảng 3.000 đô la Mỹ. Mỗi lần môi giới mại dâm chót lọt, Hạnh thu tiền qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm. Hạnh được hưởng 7 triệu đồng lần. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá từ 1.000 đô la Mỹ đến 3.000 đô la Mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, cần phải xử lý trước để phòng ngừa và giáo dục chung.